quỷ các ngươi hãy ở mãi trong rừng sâu mạng nằm sám hối. Ngày xưa có ba con quỷ lộng hành nơi trần gian. Thần rừng Nghĩa Hiệp đã dùng toàn bộ công lực để giam giữ sức mạnh phép thuật chúng trong ba chiếc lá thần. Suốt 100 năm qua, ba con quỷ ở lại chốn rừng sâu. Quỷ đen cố lên, quỷ đỏ cố lên. Bắt được rồi. Quỷ xanh, ông làm trọng tài kiểu gì vậy? Hả? Cũng tại con bướm kia chứ bộ. Để tôi đi xử con bướm kia. Ông là quỷ mà ngày nào cũng đuổi qua bắt bướm không chán sao? Chứ bị nhốt ở khu rừng này cả trăm năm rồi, không đuổi qua bắt bướm chứ tôi biết làm gì giờ. Trời ơi, rốt cuộc là tôi với quỷ đen ai về đích trước? Chuyện này tôi không có để ý. Ha, tôi nhào lộn muốn chóng mặt luôn. Mà giờ ông nói không có để ý hả? Cái đồ quỷ xanh vừa lùn vừa mập kìa. Ai, không được xúc phạm ngoại hình của tôi á. Thì cùng lắm, hai ông đua lại đi. Đua lại nè. Tôi đã nói là có con người rồi. Rõ ràng ở trên ngọn cây, tôi nhìn thấy. Nói khẽ thôi. Hai ông có muốn thoát khỏi khu rừng này không? Cứ làm theo lời tôi. Hôm nay mình đốn được nhiều củi, chắc cũng đủ lộ phí lên kinh dự thi rồi. Lạ thật, sao đi mãi không thấy lối ra vậy ta? Chẳng lẽ mình bị lạc rồi? Con người kia, đứng lại! Hả? Ta biểu người đứng lại! Ai? Ai đó? Người... ngươi là thứ gì? Ta chính là thần rừng. Ai cho ngươi vào đốn củi ở lãnh thổ của ta? Ngươi là thần rừng? Dạ, xin thần rừng hãy thứ tội. Tôi là học trò nghèo tên Sáo Long. Để có tiền lên kinh ứng thí nên đành phải vào rừng đốn củi. Dạ, mong thần rừng hãy bỏ qua cho. Ngươi đốn nhiều cây của ta như vậy, vậy thì ngươi phải làm giúp ta một việc, ta sẽ tha cho ngươi. Dạ, tôi xin nghe. Việc gì miễn không hại người hại vật thì học trò xin nghe theo. Hoàng lắm, người đi theo ta. Người hãy hái ba chiếc lá kia xuống, ta sẽ bỏ qua cho người. Hả? Đây là loại cây gì mà có ba lá ba màu khác nhau thế này? Sao học trò chưa từng thấy qua? Biểu cái gì thì làm ngay nhanh lên đi. Thần rừng, giọng nói của ông... ta hơi khàn giọng thôi. Cây gì thì ta không nói được. Người cứ hái ba chiếc lá trên cây xuống, ta sẽ không làm khó người nữa. Chuyện này là sao? Thần rừng, ông... Thần rừng nào ở đây? Tụi tao là quỷ, bị lão thần rừng nhốt ở khu rừng này cả trăm năm rồi. Cũng may mà có ngươi chưa giải thoát cho bọn ta. Các ngươi, trời ơi, ta vừa làm gì thế này? Quỷ đỏ, quỷ đen, bây giờ tụi mình xử lý con người này sao đây? Thôi, cứ bắt về làm nô lệ cho chúng ta. Không, cứu mạng, bớ người ta có quỷ. Tại sao loài người cứ thấy mặt chúng ta là bỏ chạy hết vậy? Kỳ lạ ghê. Ngốc vừa thôi, vì chúng ta là quỷ chứ sao. Sao ông cứ cốc đầu tôi miết? Hèn chi tôi cao không nổi luôn á. Hai ông mà cãi nhau nữa là anh ta bỏ chạy mất bây giờ. Đuổi theo. Đuổi chạy đâu cho thoát. Các người đừng lại đây. Chết rồi, lão thần rừng lại tới rồi. Tôi không muốn bị nhốt trong rừng như trước đâu. Lũ quỷ kia, các ngươi bị ta nhốt cả trăm năm nay mà vẫn chưa ăn năn hối cải. Hôm nay ta sẽ không nương tay đâu. Lão thần rừng xuất hiện đúng lúc lắm. Tôi cũng đang muốn tìm ông tính sổ đây. Quỷ đỏ, chúng ta chết.
chưa hồi phục công lực, hãy chạy trốn thì hơn. Quỷ, có quỷ. Ở tập trước, cậu học trò Sáo Long đi đốn củi trong rừng đã vô tình giải thoát cho ba con quỷ. Khi bọn quỷ dồn vào đường cùng, may mắn thay, cậu được thần rừng kịp thời cứu giúp. Bị thương nặng quá. Có quỷ, có quỷ. Ông là... Ta chính là thần rừng. Ông là thần rừng thật sao? Khi nãy con rơi xuống núi, có phải là ông đã cứu con không? Dạ, tạ ơn cứu mạng của thần rừng. Không có ông cứu giúp, chắc là con đã bỏ mạng rồi. Nhưng vì sao con lại lạc trong rừng thế này? Dạ, con là học trò nghèo, miệt mài đèn sách đã nhiều năm. Vì muốn có lộ phí lên kinh dự thi, con đành vào rừng đốn củi kiếm chút tiền. Không ngờ lạc vào rừng sâu, ai ngờ bị bọn quỷ lừa. Chúng đóng giả là thần rừng, rồi kêu con hái những chiếc lá ở trên cây xuống. Thảo nào, ta được bày xẻ báo tin lũ quỷ được một người phàm giải thoát. Ta lập tức đến ngay, nhưng vẫn không kịp. Nếu không mau chóng tiêu diệt chúng, e rằng chúng sẽ gây hại cho nhân gian. Dạ, là lỗi của con. Con xin lỗi ông, tại con... Thôi, chuyện đã lỡ rồi. Dạ, nhưng mà làm sao mới diệt được lũ quỷ ạ? Khó đó. 100 năm trước, ta đã tiêu tốn gần hết công lực mới có thể nhốt lũ quỷ vào trong những chiếc lá thần. Lần này, chắc phải nhờ hết vào con. Dù khó, nhưng con phải cố gắng. Có thành công hay không, còn tùy vào sự ưu trí và lòng dũng cảm của con. Con làm sao có thể được? Con chỉ là cậu học trò. Con không có võ công. Ông là thần rừng mà còn phải dùng hết công lực thì mới nhốt được bọn chúng kia mà. Ta là thần rừng. Nếu càng đi xa khỏi khu rừng, phép thuật của ta sẽ càng suy yếu. Và lại, lũ quỷ gặp ta ắt sẽ có sự đề phòng. Nhưng với con, chắc chắn chúng sẽ lơ là cảnh, sẽ truyền dạy lại võ công cho con. Con chó này mà có thể dạy võ cho con sao ông? Đúng vậy, nói trước là tôi nghiêm khắc lắm đó. Ngươi biết nói à? Đây là vị tướng tài trong khu rừng của ta đó. Con sẽ học được nhiều từ cậu ấy. Mực, ngươi không được bắt nạt Sao Long nghe chưa? Dạ. Ta có việc phải đi. Sao Long, Mực, hai con phải gắng sức tìm ra lũ quỷ và tiêu diệt chúng. Lũ quỷ này rất ranh mãnh, nhớ phải hết sức thận trọng. Trời ơi, tôi đói bụng quá, chạy cả buổi rồi. Chúng ta phải ra khỏi khu rừng này, lỡ lão thần rừng đuổi kịp thì thôi hết cả lũ. Đợi tôi khôi phục lại công lực, nhất định phải trả đủ thù xưa. Thù gì thì cũng phải no cái bụng trước đã. Có mùi đồ ăn thơm quá, thơm quá. Ê, ở đây đông người lắm, đừng có manh động. Anh hai, anh biết tin gì chưa? Cả làng mình đang xôn xao kìa. Chuyện gì vậy cậu Út? Ông Năm trưởng thôn mới xây một ngôi nhà cho con gái nên ra thông báo á. Ai có vật lạ quý hiếm gì để trang trí nhà mới thì mang đến. Chỉ cần tiểu thư Tiểu Mỹ thích thì sẽ mua lại với giá cao. Hay quá, nhà ông Năm nổi tiếng giàu có và hào phóng nhất vùng này. Chúng ta thử nghĩ xem, nên tìm vật gì? À, hay là mình tặng hoa đi anh hai. Con gái thường rất là thích hoa. Hay đó. Vậy để anh làm cho xong việc ngoài đồng, rồi mình cùng vào bìa rừng tìm hoa xem sao. Hoa trong đó chắc sẽ đẹp và lạ hơn. Đồ ăn của mình đâu rồi? Quái lạ. Nhà giàu. Lúc nãy hai ông có nghe hai người kia nói chuyện không? Nhà ông Năm nào đó giàu có lắm, đang tìm vật lạ để tặng cho con gái.
chúng ta hãy tìm cách đột nhập vào nhà đó đi. Chúng ta không vào được, nhưng có thể mượn bàn tay của con người mà. Vậy giờ mình đi đâu để tìm một bàn tay con người? Ngu nè. Ây, cái đầu hoài, quỷ cũng biết đau nha. Sức mạnh của quỷ hội tụ. Biến hơn anh. Ý, anh hai, nhìn coi em tìm được cái gì nè. Bông hoa này vừa lạ vừa đẹp, chắc chắn là tiểu thư Tiểu Mỹ sẽ thích. Ở tập trước, Sáu Long được thần rừng dùng nhân sâm ngàn năm cứu sống và giao cho nhiệm vụ tiêu diệt lũ quỷ, không cho chúng hại tới con người. Trong khi đó, lũ quỷ biến thành bông hoa ba màu để mượn tay con người đột nhập vào nhà tiểu thơ Tiểu Mỹ. Nè, cậu chó ơi. Ai cho anh gọi tôi là chó? Tôi tên là Mực. Thì rõ ràng cậu là loài chó mà. À, Mực, cậu Mực, tôi chỉ muốn hỏi là khi nào cậu sẽ dạy võ cho tôi? Ngay bây giờ. Cậu muốn đánh cũng phải báo trước để tôi chuẩn bị chứ. Vậy khi lũ quỷ đánh anh cũng phải báo trước hả? Người học võ phải có phản xạ nhanh, tinh thần cảnh giác cao, vì tụ quỷ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng tôi chưa biết gì, cậu nhẹ nhàng chút có được không? Không được, nhẹ nhàng thì chừng nào anh mới tiến bộ. Võ thuật phải thuật chiến. Quá tam ba mừng, không ai ngã ba lần bởi cùng một chiêu đâu nghe. Tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu nhiều. Đêm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi cho lại sức, sáng sớm mai sẽ bắt đầu truy tìm lũ quỷ. Nhưng có chuyện này. Chuyện gì? Chẳng lẽ anh sợ à? À, không phải, ý tôi là tôi đang nghĩ nếu dân làng mà thấy cậu biết đi đứng và nói chuyện như vậy thì e là không hay lắm. Thế này được chưa? được rồi. Và không được nói tiếng người nữa. Ngoan, mình đi về nhà thôi. Sao Long, tôi ngửi thấy mùi của lũ quỷ. Thật hả? Chúng đang ở đâu? Đợi tôi với. Thưa bà con, cảm ơn bà con đã đến đông đủ. Như tôi đã thông báo, bất cứ ai có hoa thơm cỏ lạ hay vật gì quý báu, chỉ cần con gái Tiểu Mỹ của tôi thích thì tôi sẽ mua lại với giá cao. Đây là tấm vải được dệt bằng tơ tằm, vô cùng sang trọng và quý hiếm. Trời ơi, tơ tằm đẹp quá ha. Đã thiệt. Cảm ơn bà. Tấm vải nhìn rất đẹp, nhưng tiếc là Tiểu Mỹ nhà tôi đã có nhiều rồi nên nó không thích.
Đây là áo khoác làm từ da hổ mà tôi đã trình 3 ngày 3 đêm mới săn được, vô cùng quý hiếm. Tôi rất tiếc. Cậu có chắc là lũ quỷ ở đây không? Nếu đúng thì cậu gật đầu sủa 3 tiếng ra hiểu cho tôi. Cậu đừng có nói chuyện, kẻo dân làng lại hoảng sợ đó. Còn ai có vật quý gì nữa không? Con gái tôi chưa ưng được món nào cả. Thưa ông Năm, tiểu thư, hai anh em chúng tôi có một bông hoa quý 3 cánh với màu xanh, đỏ, đen, là loài hoa độc nhất vô nhị. Hoa gì mà lạ quá, tôi sống từng tuổi này rồi mà chưa bao giờ thấy đó nghe. Đúng là loài hoa quý hiếm khó tìm. Hoa này nhìn đẹp quá, con sẽ trồng nó ở vườn nhà mình. Con gái ta rất thích bông hoa này, ta sẽ đổi lấy túi vàng cho hai cậu. Cảm ơn ông Năm. Ý của cậu, bông hoa này là... Tin chó sủa ở đâu vậy? Dạ, là chó của con ạ. Con gái ta không thích con chó này, cậu đem về đi. Dạ, con đến đây không phải là để tặng con chó này cho ông đâu. Ý con là bông hoa này rất nguy hiểm, ông Năm và tiểu thư hãy dứt bỏ bông hoa này đi. Cậu nói gì? Lần đầu tiên tôi nghe nói hoa mà lại nguy hiểm đó. Dạ xin hãy tin con, bông hoa này là do quỷ hóa thành đó ạ. Cậu càng nói càng khó tin. Chắc là do cậu không được chọn món đồ nào nên không được vui, rồi muốn tôi bỏ đi bông hoa này có đúng không? Thôi, con gái tôi đã chọn được món đồ ưng ý, xin mọi người hãy về cho. Đủ nó đi, 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 đi. Cậu mang. Ở tập trước, lũ quỷ biến thành bông hoa 3 màu và đã vào được nhà ông Năm. Dù Sáu Long hết lời can ngăn rằng bông hoa là do lũ quỷ biến thành, thế nhưng không một ai tin lời cậu nói. Việt cưng, em thấy bông hoa của chị có đẹp không này? Hoa đẹp thế này mà sao hôi quá. Cuối cùng thì mình vào được nhà của con người rồi. Quỷ xanh, ông làm cái gì vậy? Thì tôi ngửi thử coi mình có hôi gì không, mà cô gái kia chê chúng ta hôi. Ngốc vừa thấu, cả 100 năm qua mình có tắm rửa gì đâu mà không hôi. Cũng hơi có mùi thiệt. Thôi thôi, ta mới ở ngoài sân thôi à, bây giờ hãy tìm cách vào phòng cô gái rồi nhập hồn đi. Có như vậy thì mình mới thật sự là chủ nhân của ngôi nhà này. Muốn vào thì vào thôi, coi tôi nè. Coi ông quỷ đỏ tài lanh chưa. Hả? Chuyện này là sao? Sao tôi không vào phòng của con người được? Ông lại quên mất cửa nhà, cửa phòng của con người đều có thần bảo vệ sao? Muốn vào trong vẫn phải mượn bàn tay của con người đó. Sao ông không nói sớm, làm tôi bị đấm một củ đào điếng à? Mau nghĩ cách gì đi. Bây giờ ta phải làm gì đây? Ông Năm và tiểu thư Tiểu Mỹ không có tin lời ta nói. Tôi lo lũ quỷ sẽ tìm cách nhập vào con người, như thế sẽ làm cơ thể họ bị tổn hại nghiêm trọng. Không được, ta phải nghĩ cách vào trong bắt tụi quỷ. Mực, nghĩ cách giúp tôi đi. Hên gài cửa gì mà gãy suốt à? Bà Hậu ơi, bà Hậu. Dạ dạ, tiểu thư cho gọi tôi. Hên gài cửa của con bị gãy rồi, bà tìm giúp con thanh mới nha. Dạ, để tôi ra vườn xem có thanh gỗ nào dùng tạm đêm nay không. Có gì ngày mai tôi đi mua then cài cửa mới cho tiểu thư. Thời cơ đến rồi, chúng ta mau biến thành then cài cửa máu lớn. Ở đâu có thanh gỗ 3 màu đẹp thế này, chắc tiểu thư sẽ thích đây. Tiểu thư, tôi tìm được thanh gỗ nãy ngoài vườn, nhìn nó xinh xắn lắm. Tiểu thư gài cửa đỡ hôm nay nha. Cảm ơn bà Hậu, thanh gỗ xinh quá. Thôi, bà về nghỉ ngơi sớm đi, con cũng đi ngủ đây. Then gài.
gái này xinh quá, đúng là mỹ nữ, mỹ nữ. Tôi sẽ nhập vào cô gái này. Sao cái gì ngon hơn cũng dành hết vậy? Tôi sẽ nhập vào cô gái. Ông chọn người khác đi. Hai ông nói nhỏ tiếng thôi. Bắt la hãy cho ta nhập vào. Nhập vào. Nhìn tôi xem, tôi nhập vào một tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi nè. Ủa, quỷ xanh đâu rồi? Chuyện gì vậy? Sao tôi lại nhập vào con vẹt yếu ớt này? Quỷ xanh là ông sao? Ông nhập vào con vẹt ngốc này hả? Là do ông hết. Đồ quỷ đó xấu xa. Thôi được rồi, quỷ xanh à, ông bình tĩnh đi. Để sáng mai tôi tìm cho ông một chàng trai khỏe mạnh nhập vào, nghĩ được chưa? Tiểu Mỹ, con không sao chứ? Mở cửa cho cha. Con không sao chứ? Cha thấy con là lớn quá. Con Tiểu Mỹ, nhà cha đi mà. Ta la, hãy cho ta nhập vào ông này. Nhập vào. Thân thể này cũng được. Bây giờ tôi chính là chủ nhân của cái nhà này. Hai ông nhập vào con người, còn tôi thì nhập vào con chim. Không chịu. Hình như nhà này còn có một bà già giúp việc. Hãy để tôi đi bắt bà về cho ông nhập vô nghe. Cái bà già lũ khủ đó tôi không thích. Với lại bà là phận người ăn cái ở, đâu xứng đáng với thân phận quỷ xanh cao quý của tôi. Kén chọn quá, coi chừng kén quá thì ở mãi trong con vẹt cho tới hết đời. Quỷ đen, tôi đói bụng quá. Ông kêu bà già giúp việc đi làm đồ ăn cho chúng ta đi. Đúng đó. Giờ mình là chủ nhân ngôi nhà này rồi mà. Cái bà già giúp việc đâu? Vào đây tôi biểu. Nè quỷ đỏ, bây giờ tôi sẽ coi ông là con gái nha chưa. Con gái á, nói giọng phải cho nữ tính một chút mới được. Để tôi. Từ đâu có ăn khuya như vậy đâu. Kỳ lạ thật. Ta còn đứng ở đó làm gì? Có đồ ăn mà sao không có rượu? Đem cho cha con ta mấy bình rượu thượng hạng coi. Nhanh lên. Dạ, đủ của ông chủ đây. Rượu ngon. Ông chủ và tiểu thư hôm nay làm sao vậy ta? Chắc là mình già rồi, mắt kém nên mới nhìn lầm thôi. Quý rồi, tôi ngửi thấy mùi của lũ quỷ. Chúng đã nhập vào hai người kia và con vẹt rồi. Cậu có chắc không? Nè. Cải xanh mới hái đây, ghé vô, ghé vô. Đi chỗ khác, đồ vẹt hư đâu. Dám ăn bắt, tôi còn dám mổ ta à? Bà lão kia, ai cho bà đánh con vẹt cưng của ta? Kìa ông Năm, là do con vẹt của ông mổ hư bánh của tôi. Có bà con ở đây chứng kiến. Đúng rồi, đúng hồi nãy đó. Tôi cũng thấy vậy đó. Do con vẹt bê tới phá bánh trước nè. Không nói nhiều, bà quỳ xuống xin lỗi thì ta tha cho. Tôi làm gì sai mà xin lỗi? Cha con mấy người đừng ý vào mà ức hiếp người nghèo nha. Sao hôm nay ông Năm và tiểu thư lại ngang ngược quá vậy? Bình thường á họ hiểu chuyện lắm mà. Bánh của tôi. Trời ơi, mấy người làm cái gì vậy nè? Đừng lại. Đây là hàng bánh của tôi, hai người không được phép phá hoại. Tôi thích đó thì tha đó, đâu cần ai phải cho phép. Cái lưng của tôi. Đau quá. Sao hôm nay ông Năm khỏe quá vậy ta? Sao lại như vậy?
Bánh của tôi, công sức của tôi, đồ con người yếu ớ. Con lại ông Năm, xin tha cho mẹ con. Con thay mặt mẹ xin lỗi ông và tiểu thư. Mẹ cô dám đánh con vẹt quý nhà ta nên bọn ta đánh lại cho hề nhau vậy thôi. Mẹ con tuổi đã già, sức lại yếu. Xin ông Năm và tiểu thư tha cho lần này. Ây cha, mà không ngờ bà lão già nua này lại có một cô con gái trẻ đẹp như vậy. Chịu về làm vợ ta đi, ta sẽ tha cho mẹ cô. Được đó, về nấu cơm giặt giũ hầu hạ cho cha con ta. Tôi thà chết cũng không gả con gái cho ông. Xin ông, ông đáng tuổi cha con, làm sao con làm vợ ông được. Từ trước đến giờ, cái gì ta đã muốn có thì không có gì là không được. Đi theo ta. Nó thả con gái tôi ra. Con ơi, mẹ, mẹ ơi, thả tôi ra. Mẹ, mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Chó của kẻ nào dám xô ngã ta? Là cậu học trò ta gặp trong rừng sao? Hắn ta vẫn còn sống hả? Chắc do hôm đó may mắn thôi, nhưng hôm nay sẽ là ngày xui của hắn. Lũ quỷ kia, chúng bay đừng hòng hại ngươi. Chàng trai, cậu nói gì? Ma quỷ gì vào ban ngày thế này? Dạ thưa bà con, ông Năm và tiểu thư tiểu Mỹ đang bị lũ quỷ nhập vào. Mọi người hãy mau về nhà để tránh bị nguy hiểm. Cậu nói cái gì vậy? Không thấy ta chính là ông Năm sao? Còn đây là con gái của ta, tiểu Mỹ đó. Nè cậu, đúng là tính tình ông Năm và tiểu thư hôm nay khác lạ. Nhưng mà cậu cũng không thể nói người ta là ma quỷ được. Vậy mọi người hãy nhìn cho kỹ đây. Ở tập trước, lũ quỷ đã nhập vào ông Năm và tiểu Mỹ. Từ đó chúng tác quài tác quái, ăn uống vô độ, trêu ghẹo con gái nhà lành, phiền nhiễu dân làng. Sáu Long và Mực kịp thời tới can ngăn và quyết tâm trừng trị lũ quỷ. Hắn có bọn đốt thành đó, mọi người nhớ phải cẩn thận. Cái lưng của tôi. Ê, ông đang nằm đè lên tôi đó, dậy mau lên. Đậu trên đây là an toàn nhất. Sao mà mình thông minh quá. Con chó đen đi đâu mất tiêu rồi. Chắc bỏ đi chỗ khác rồi. Trời ơi, chó mà treo cây như mèo vậy. Thả ta ra, đồ chó hôi hám. Cứu với. Tên học trò kia, ngươi phải trả giá. Là ta đã thả các ngươi ra, thì chính ta sẽ trừng trị các ngươi, không để cho các ngươi có cơ hội hại người được nữa. Vậy để coi bản lĩnh của ngươi đến đâu. Quỷ đỏ, tiến lên. Trả thù cho quỷ xanh. Trốn nữa, các ngươi không thoát đâu. Hai con quỷ còn lại mạnh quá, nếu đấu trực tiếp thì cũng khó nắm chắc phần thắng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi sẽ tìm cách làm yếu sức quỷ đỏ, còn anh hãy giữ chặt ngọn đuốc, tìm cơ hội thiêu chúng thành tro bụi. Mực, cẩn thận. Quỷ đỏ, Mực, Mực, cố lên bạn tôi, cố lên. Hai người đều phải đền mạng cho anh em quỷ của ta. Đỡ lấy. Nếu như có thể
thể tạo ra được một đám lửa lớn thì may ra mới thắng được tên quỷ này. À, có cách rồi. Lửa thần sẽ đốt loài quỷ độc ác như ngươi thành tro bụi. Đừng hòng có cơ hội hại bất kỳ ai nữa. Tráng sĩ, xin tráng sĩ tha mạng. Tha mạng? Tha mạng để ngươi đi hại ngươi à? Chỉ cần tráng sĩ tha mạng cho tôi hứa sẽ không bao giờ làm hại người khác nữa. Tôi xin thề. Tráng sĩ là học trò có đúng không? Chắc chắn là hiểu đạo lý gì nè. Đúng rồi, đánh kẻ chạy đi, ai đâu đánh người chạy lại. Xin tráng sĩ tha mạng. Ta chỉ cần tráng sĩ tha mạng cho ta, ta sẽ tặng lại tráng sĩ 3 món quà vô cùng quý giá. Ngươi thì có quà gì? Đây là con ngựa thần, một ngày có thể đi 1000 dặm đường. Túi màu vàng đựng ngọc mặt trời, ban đêm hãy mở túi ra thì trời sẽ sáng như ban ngày, cất vào túi thì trời lại tối sầm như cũ. Còn túi này đựng gì? Túi màu đen đựng viên ngọc mặt trăng, ban ngày hãy mở túi ra thì trời sẽ tối sầm như ban đêm, cất vào túi thì trời sẽ sáng lại như cũ. Sao Long, đừng tin lời bọn quỷ. Anh còn nhớ bài học cuối cùng trong rừng không? Cậu chịu thua chưa? Đây là bài học cuối cùng. Không được mềm yếu với kẻ thù, đặc biệt là không được tin lời lũ quỷ xảo trá kia. Làm sao ta tin được ngươi? Có khó cái gì đâu. Bây giờ là ban ngày, cậu thử mở cái túi đựng mặt trăng coi trời có tối hay không. Thật là thần kỳ. Sao Long, có chân. Ngươi lại gạt ta. Ở tập trước, nhờ lòng dũng cảm và mưu trí, Sáu Long và Mực đã hợp sức đánh bại được quỷ xanh và quỷ đỏ. Tuy nhiên, khi quỷ đen sắp bị thiêu cháy trong biển lửa, hắn đã lấy ra 3 món quà quý khiến Sáu Long lơ là cảnh giác. Vì sao con quỷ này bỗng khỏe lên khác lạ? Đúng rồi, loài quỷ sẽ mạnh hơn vào ban đêm. Trời ơi, ta lại bị gạt rồi. Mau đền mạng cho những anh em của ta. Thu lại mặt trăng. Ta nhất định sẽ báo thù. Sáu Long, ngươi hãy đợi đó. Cuối cùng cũng diệt trừ được lũ quỷ. Mực, cậu không sao chứ? Mực. Tôi không sao, anh giỏi lắm. Cũng may nhờ có cậu nhắc nhở, nếu không tôi lại mắc mưu tên quỷ đen kia rồi. Quên mất, không biết là ông Năm và tiểu thư Tiểu Mỹ ra sao rồi. Liệu ông chủ và tiểu thư có sao không cậu? Tôi là tôi nghi ngờ rồi. Ai ngờ đâu. Sao mình lại nằm ở đây? Kìa, Tiểu Mỹ, con ơi. Cha, có chuyện gì vậy? Sao con nhức đầu quá? Cậu kia, cậu làm gì ở nhà tôi? Dạ, ông Năm đừng hiểu lầm. Ông và tiểu thư bị bọn quỷ nhập vào, chạy đi phá xóm phá làng. Nhưng mà ông yên tâm đi, con đã diệt xong lũ quỷ rồi, bây giờ không sao hết. Cậu lại nói chuyện ma quỷ gì ở đây? Bà Hậu, sao bà lại mở cửa cho người lạ vào nhà? Ông chủ, tiểu thư, đúng là hai người rồi. Cậu Sáu Long đây đã cứu mạng hai người đó. Chuyện là vậy. Hèn chi, tôi thấy cả người ê ẩm quá. Nhưng vì sao bọn quỷ đó từ đâu ra? Sao lại nhập vào cha con tôi? Ông Năm, chúng là 3 con quỷ có 3 màu xanh, đỏ và đen, đã biến thành bông hoa trà trộn vào nhà của ông. Con đã cố can ngăn vào hôm qua, nhưng mà ông không tin. Bông hoa ấy có mùi hôi thối, nên ta đã vứt bông hoa ngoài giường rồi kia mà. À, hồi tối then cài cửa của con bị gãy, nên có nhờ bà Hậu tìm then mới. Sau đó thì mê man không biết gì nữa. Điều kỳ lạ là
Thiên cài cửa đó cũng có ba màu, xanh, đỏ, đen. Tôi lượm được thanh cài cửa ba màu đó trong giường mà. Để tôi kiểm tra xem sao. Ông chủ, tiểu thư, tôi không thấy then cài cửa ba màu đó đâu nữa. À, con hiểu rồi. Vậy là lũ quỷ đã cố tình biến thành then cài cửa để có thể nhập vào tiểu thư và ông Năm đây. Trời ơi, xem chút nữa là tôi làm hại con gái tôi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Cậu chính là ân nhân của cả nhà tôi. Cảm ơn anh đã cứu mạng cha con em. Dạ, thấy ông Năm và tiểu thư Tiểu Mỹ không sao là tốt rồi. Vậy bây giờ con xin phép ra về. Khoan đã. Bà Hậu, bà vợ công lấy một túi vàng trao cho cậu này, coi như cha con tôi cảm ơn. Ê, ông Năm đừng có làm vậy. Dạ, con là học trò, tuy nghèo nhưng mà không có tham tiền bạc. Ông và tiểu thư bình an là tốt rồi, con xin phép được ra về ạ. À? Vậy cảm ơn cậu. Sau này có dịp, cha con tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của cậu. Nè, cậu khỏe hẳn rồi chứ? Anh quên tôi là thần khuyển hả? Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe liền. Được rồi. Mà Mực nè, cảm ơn cậu đã nhiều lần xả thân giúp tôi nha. Nếu không có cậu, chắc tôi chẳng thể đánh thắng lũ quỷ được đâu. Anh đừng khách sáo như vậy, đó cũng là việc tôi nên làm mà. Ủa, cậu tìm gì hả? Tôi vẫn ngửi thấy mùi của lũ quỷ ở đâu đây, nhưng mùi này lại rất khó nhận biết, thật kỳ lạ. Chắc là cậu bị thương cho nên khứu giác chưa hồi phục hẳn đó thôi. Tôi và cậu đã tận tay diệt chúng rồi, cậu không nhớ sao? Vậy tôi đã xong việc, bây giờ tôi phải trở lại rừng đây. Nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ, anh cứ gọi Mực ơi, tôi nhất định sẽ đến ngay. Bảo quản chúng cẩn thận. Được, thế tôi đi đây, tạm biệt. Cũng may là thượng ngài mình siêng năng tu luyện mới có thể dùng thuật ẩn thân qua mắt được tên học trò đó. Nếu không thì mình chết chắc rồi. Ngươi là ai? Đây là nơi của bọn ta, mau biến đi chỗ khác. Từ nay ta chính là chủ nhân ở đây. Nếu mày còn ít tình các người muốn sống thì phải phục tùng mệnh lệnh của ta, nghe rõ chưa? Dạ, tuân lệnh chủ nhân. Xin chủ nhân tha cho, khó thở quá. Chủ nhân, người tu luyện bao lâu mà lợi hại vậy? Nếu không bị tên học trò khi đánh trọng thương thì ta còn lợi hại hơn nhiều. Anh em ta cũng không phải bỏ mạng quan uổng như vậy. Sao lòng, ta nhất định sẽ còn tìm ngươi. Ở tập trước, Sáo Long đánh thắng được quỷ đen, cứu sống ông Năm và Tiểu Mỹ. Thế nhưng quỷ đen xảo quyệt đã dùng thuật ẩn thân để trốn thoát và trú ẩn tại một cái giếng sâu, đợi chờ cơ hội để phục thù. Mời chủ nhân ăn tối ạ. Bình thường đây là món khoái khẩu của tụi em đó. Các ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Toàn là ruồi muỗi côn trùng sao mà ăn được. Đi kiếm thịt gà nướng về cho ta, nếu không thì ta nướng các ngươi luôn đó. Dạ, tụi em đi tìm ngay ạ. Con gái tôi ngắm qua hay tương tư anh chàng nào đó? Kìa cha, làm gì có. Cha mà không hiểu con gái cha thì còn ai hiểu. Cha đã bảo bà Hậu chuẩn bị ít cơm canh, trái cây. Con mau vào sửa soạn rồi mang qua nhà cậu Sáu Long để cảm ơn cậu ấy đã cứu mạng cha con ta. Dạ vâng, thưa cha. Mình phải ráng ôn bài mới được, ngày thi sắp đến rồi. Ui. Dạ tiểu thư. Anh cứ gọi em là Tiểu Mỹ được rồi, đừng khách sáo. À được. Nhà em có ít đồ ăn và trái cây mang qua, gọi là lời cảm ơn anh, mong anh nhận cho. Vậy cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn Tiểu Mỹ. Cảm ơn Tiểu Mỹ thời gian qua đã chăm lo cho anh.
nhất định anh sẽ đạt được công danh để về hỏi cưới em. Em nhất định sẽ đợi anh. Đừng lên kinh thành xa xôi, anh đi đường cẩn thận. À, em yên tâm, anh có con ngựa quý một ngày đi được ngàn dặm sẽ không vất vả đâu. Khi nào thi xong có kết quả rồi, anh sẽ về thăm em. Dạ, gà nướng đây ạ. Mời chủ nhân. Gà nướng thơm quá. Ta phải ăn như vậy thì ta mới có sức mà tu luyện được chứ. Ngon thiệt luôn á. Chắc ngươi lại đây, nghe rõ lời của ta dặn. Dạ, tôi là chủ nhân. Đúng là ngựa thần, chỉ đi mất nửa ngày đã tới kinh thành rồi. Cố lên, hơn 10 năm đèn sách chỉ đợi có ngày này, mình nhất định phải bình tĩnh. Giờ làm bài bắt đầu. Bẩm quan, chỗ ngồi của học trò có nhiều ếch quá à. Trong hội thi ở kinh thành, làm gì có ếch nhái nào vào được. Tên học trò kia, nếu ngươi còn làm ồn lần nữa, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi phòng thi. Dạ, học trò đã hiểu, thưa quan đại thần. Lũ ếch này tinh ranh khác lạ, nhưng mà hình như chúng chỉ nhắm vào một mình ta. Hả, nguy rồi, có thể chúng là ếch thành tinh. Nếu cứ như vậy, e là mình sẽ không làm bài kịp được. Mực ơi, mực ơi, có lũ ếch phá không cho tôi làm bài. Cậu hãy giúp tôi đuổi chúng đi. Vậy nữa, các ngươi là yêu tinh phương nào, sao tới đây phá rối sao lòng? Là do mất. Ta đổ rồi, ta chịu yên tiện. Ở tập trước, Quỷ Đen ra lệnh cho bọn ếch tinh tìm cách phá rối sáo lòng ở hội thi. Nhờ Mực kịp thời ứng cứu, cậu học trò có đủ thời gian làm bài và đỗ tiến sĩ. Sáo lòng vui mừng khôn xiết, vội phi ngựa thần về báo tin cho Tiểu Mỹ. Thế nhưng khi cậu chuẩn bị quay về kinh thành để kịp dự yến tiệc vua ban, thì ngựa thần đã bị hạ độc từ lúc nào. Làm sao bây giờ? Từ đây đến kinh thành, nếu đi bằng ngựa, nhanh cũng phải mất đến 2 ngày. À, em hãy ở nhà đợi tin anh nha. Khá lắm, khá lắm. Để coi lần này tên học trò kia làm sao thoát tội được. Hôm nay ta vui, các người mau đi bắt thêm gà vịt trong làng về cho ta ăn một bữa no nê đi, ta đói rồi. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Cố lên ngựa ơi, chúng ta phải chạy xuyên đêm nay thôi. Trời tối như vậy thì khó mà nhìn đường được. À, đúng rồi, ngọc mặt trời. Mặt trời, hãy mau chiếu sáng cho ta. Tốt quá rồi, mình tiếp tục lên đường nào. Cuối cùng cũng tới nơi. Thu lại mặt trời. Trời ơi, sao lại tối sầm vậy? Lần đầu tiên mới thấy tối như vậy đó. Xưa nay trẫm chưa bao giờ thấy hiện tượng kỳ lạ này diễn ra. Hai ngày qua mặt trời mãi bừng sáng, sao bây giờ lại lặn đột ngột như vậy? Muôn tâu đức vua, xin thứ lỗi cho học trò đến trễ. Tại sao cậu ta không biết đến là trễ như vậy rồi thì tới là sao chứ? Yến tiệc xong hết rồi mới tới là phạm tội khi quân. Cậu ấy lành ít dữ nhiều rồi. Nhà ngươi là ai? Mau xưng tên họ. Dạ muôn tâu đức vua, học trò là Sáo Long, đỗ tiến sĩ trong khoa cử lần này. Ta đã ban lệnh tối nay đại yến tiệc, ngươi vừa mới đổ cào đã dám khinh thường mệnh lệnh của trẫm sao? Dạ thưa, học trò không dám. Học trò đợi cả ngày nhưng mà không thấy mặt trời lặn, cứ ngỡ là chưa đến giờ, vì vậy mới tới trễ.
mong đức vua rộng lượng bỏ qua cho. Thưa nhà vua, Sáu Long tuy đáng tội chết, nhưng cậu ấy nói không phải không có lý. Thần có ý này. Quan đại thần cứ nói tiếp. Gần đây, bá tánh tại ngôi làng nhỏ ở ngoại thành than vãn, thường xuyên bị yêu tinh vào nhà trộm gà bắt chó, cuộc sống bị quấy nhiễu. Người hãy cử Sáu Long tới đây làm quan tri huyện, để cậu ấy đánh đuổi bọn yêu quỷ, lấy công chuộc tội. Được, vậy cứ làm theo cách của quan đại thần. Sáu Long, ngươi hãy mau tới ngoại thành nhận chức. Dạ, học trò xin tuân lệnh. Ta hỏi ngươi, khi một quan tri huyện tới nhậm chức, thì thường ở đây có tục lệ gì? Dạ bẩm quan, ở thôn này, khi có quan mới tới nhậm chức, người dân thường sẽ mang lễ vật tới tặng để chào đón. Mau dẫn đường cho ta đến giếng nước đó. Chào cho hai người làm chút việc cũng làm không xong. Bây giờ phải làm sao để hạ độc tên học trò này đây? Chủ nhân bớt giận. Do cái tên này nó không nhận quà cáp của ai hết. Tức ghê. Yêu ma phương nào, mau ra đây cho ta. Chết rồi ngôi chủ nhân ơi. Ta còn sống sợ sợ đây mà hai người trụ ta chết hả? Không phải. Nhưng tên quan kia tìm ra hang ổ của chúng ta rồi, giờ phải làm sao đây? Hắn không có dám xuống đây đâu. Dưới này tầm tối ẩm ướt, hắn không phải là đối thủ của ta. Đúng, chủ nhân là vô địch thiên hạ. Ta phải xuống dưới bắt tròn ổ chúng mới được. Thưa quan, nhưng nhấn sâu bao nhiêu còn chưa rõ, xin người đừng mạo hiểm. Hai người đi tìm cho ta một tảng đá thật lớn tới đây. Dạ. Thả xuống giếng cho ta. Ở tập trước, do đến trễ trong buổi yến tiệc, nhà vua yêu cầu Sáu Long đến làm quan tri huyện ở ngoại thành để dẹp trừ yêu ma đang hoành hành tại đây. Chỉ một thời gian ngắn, chàng đã tìm ra hang ổ của chúng. Đó là chiếc giếng sâu không thấy đáy, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hả? Quỷ đây, ngươi chưa chết sao? Đã nói là chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Tên học trò nhà ngươi cũng to gan lắm, dám xuống tận đây ha. Thì ra là hai tên ít tin các ngươi đã phá ta ở hội thi. Chính ta sai chúng đi hại ngươi đó. Thưa thần cũng là do ta hại đó. Hôm nay ta sẽ kết liễu tên quỷ độc ác nhà ngươi. Các ngươi tiến lên cho ta. Ở dưới giếng sâu, hắn đánh không lại chúng ta đâu. Trong hang tối như vậy đúng là bất lợi cho ta. Lần này không ai có thể cứu được ngươi rồi. Đúng vậy, lần này ngươi không thể trốn thoát được nữa đâu. Cứu ta. Ôi, chạy mau, chạy mau. Chúng ta ra, thả ra. Mình đâu biết nói làm sao bây giờ? Chạy mau, để cả học trò đuổi tới là chúng ta không thoát được đâu. Hai con ếch tinh đâu? Dạ, tôi thuộc hạ đã bắt được chúng, nhưng mà chúng giở trò cho nên chạy thoát rồi. Vậy sao hai ngươi còn không mau đuổi theo? Chúng chạy hướng nào? Xin tha mạng. Kìa mực, sao cậu biết tôi ở đây? Ôi, ngựa thần, người đã khỏe mạnh lại rồi, thật tốt quá. Chuyện là thế nào vậy mực, mau kể cho tôi nghe. Là như thế này, tôi đang ở trong rừng thì lũ sẻ báo tin ngựa thần gặp nguy hiểm. Thế là tôi vội hái sâm quý đem đến cứu sống ngựa thần.
kể cho ta nghe. Lại là lũ ếch tinh. Không được, ta phải đi tìm Sáo Long để cảnh báo thôi. Chúng tôi chỉ là những con ếch vô hại, xin tha cho. Vô hại hả? Do các ngươi mà ngựa thần suýt chút mất mạng, các ngươi phải đền tội. Khoan, là do quỷ đen xui khiến chứ chúng tôi nào dám. Vậy còn chuyện trộm gà vịt của dân làng là các ngươi làm phải không? Chúng tôi là loài ếch, xưa này chỉ ăn mỗi ruồi mũi sâu bọ. Chuyện trộm gà vịt cũng là do quỷ đen bắt ép chúng tôi làm. Nếu không nghe theo lời hắn thì e rằng chúng tôi khó mà giữ cái mạng sống đến hôm nay. Chúng tôi xin thưa, sẽ không bao giờ quấy nhiễu ngài và dân làng nữa. Có thật là các ngươi bị ép mới gây ra những chuyện như thế này không? Xin cam đoan hoàn toàn là sự thật. Mong ngài tha mạng. Tôi không tin lũ ếch tinh này. Tôi đã bị chúng gạt một lần rồi. Sáo Long, anh đừng mềm lòng. Sáo Long, khoan đã con. Dạ, con xin chào thần rừng. Cảm ơn con đã dũng cảm tiêu diệt được bọn quỷ hung ác, trừ hại cho dân. Riêng lũ ếch tinh này thì hãy tha mạng cho chúng. Nhưng lỡ chúng làm hại bá tánh thì sao, thưa thần rừng? Các con không phải lo. Lũ ếch này bản tính dung dị không xấu xa. Ta sẽ đem chúng vào rừng để giao quân, giúp cho chúng ăn năn hối lỗi. Dạ, cảm tạ thần rừng. Bọn quỷ đã được tiêu diệt, nay con xin hoàn trả những báu vật này lại cho người ạ. Bằng mưu trí và lòng dũng cảm của mình, Sáo Long diệt trừ quỷ đen, bắt được hai ếch tinh và giao chúng cho thần rừng xử trí. Từ đó cuộc sống của bá tánh nơi đây được yên ổn. Cậu trở thành vị quan được nhà vua tin cậy, dân chúng yêu mến. Giữ đúng ước hẹn, Sáo Long cưới Tiểu Mỹ và sống hạnh phúc bên nhau mãi về sau. Ngày xưa, ở dưới lòng sông nọ có một cậu chép còi. Từ nhỏ sinh ra hay ốm đau, lại thêm vây to vây nhỏ nên bơi lội khó khăn. Cậu đã lớn, nhưng trông nhỏ tí teo so với các bạn cùng trang lứa nên thường xuyên bị bắt nạt. Trong khi đó, chàng chép đô lại dạng dở hơn hẳn. Lượm bóng lên coi. Dạ, dạ đại ca. Đại ca bớt giận, coi ai kìa. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Thất bại là mẹ thành công. Có trò vui rồi. Ôi da. Ê, thất của tôi. Đồ chết rồi. Có giỏi thì bơi lên đây nè. Gọi mình là cá mà không thể bơi, thật xấu hổ cho dòng họ chép nhà ta. Ê chép đô, sao thích ăn hiếp chép còi vậy? Nhìn thấy mà tức luôn đó. Tên nào? Là kẻ nào hả? Tưởng ai, quá ra là tôm tích tí tẹo. Nè, nhà ngươi vừa phan vào ta một cú đao đó nha. Đánh lén thì chắc là anh hùng ha. Bọn ngươi cậy đông bắt nạt kẻ yếu. Thôi bạn Tôm ơi, đừng chọc vào chúng nó. Chúng ta không đấu lại đâu.
Một con chép còi và một con tôm tích tí teo thì làm được gì chứ? coi kìa, ủa, sợ quá tụi bay ơi, tôi mau chạy thôi. Tại sao cậu không đánh lại bọn chúng? Cậu cứ tỏ ra yếu đuối thì tụi nó được nước ăn hiếp hoài luôn đó, mạnh mẽ lên. Cảm ơn cậu lại cứu tôi, nhưng mà tôi quen rồi. Tôi không thể nào làm được gì ra hồn cả. Chỉ tại tôi ốm yếu, vậy lại bị tật, không thể bơi bình thường như những con cá khác được. Thế thì có sao? Không bơi bình thường thì ta tập bơi bất thường. Miễn sao ta có thể bơi như mọi loài dưới nước. Nếu ai mà cũng bơi giống nhau, thì ai mà nhận ra chúng ta được? Cậu thật là lạ lùng. Kiến tha lâu cũng đầy tổ, sức khỏe là vàng. Chà, cậu giỏi thật, còn biết đọc sách nữa cơ. Tôi học lớn của cá trạch ở trong làng đó. Chữ nghĩa khó thế cậu còn học được, chẳng lẽ học bơi mà cậu lại không làm được? Cậu cứ kiên trì, chắc chắn sẽ đạt được kỳ tích. Xem tôi đây này. Tôi cũng là loài còi cọc trong họ hàng nhà tôm, nhưng tôi có cách bơi của riêng mình. Cậu coi nè. Lúc nãy cậu nhìn thấy chiêu này rồi, gọi là đại bác bắn sao. Còn nữa nha. Đây gọi là lùi một bước, tiến ba bước. Còn đây gọi là múa lụa. Cậu đúng là tài tình. Tôi chẳng làm được gì hết. Được chứ sao không? Chúng ta cùng thử nào. Tôi mới chế ra một thứ để tập bơi nhanh hơn, nhưng mà chưa thử. Nghe nè, cái quạt này á sẽ thay cho vây nhỏ của tôi. Tôi sẽ quạt nó để điều chỉnh hướng bơi cho đỡ bị nghiêng. Vậy thì cậu thử đi. Nè, bên vây này mạnh hơn thì cậu quạt nhẹ, bên kia quạt mạnh hơn chút đi. Chúng ta bơi thi đến kia đi. Đúng rồi, cố lên, cố lên. Cảm ơn cậu. Suýt nữa thì... Cậu hãy cố gắng lên. Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi. Hả? Nhưng tôi... Rồi chép ơi, mình bơi được rồi, mình bơi được rồi. Cái con tôm tích lắm chuyện. Dẹp tụi nó đi,
Nhắc đến thiệt là bực mình, mất hứng à. Đại ca đừng giận, thế nào cũng có cơ hội để trả đũa chúng. Con đây rồi. Dạ, cha đang tìm con ạ. Đúng vậy, cha vừa được tin năm nay hạn hán rất nặng, hiện đã lan đến gần làng chúng ta rồi. Con mau đi báo cho mọi người di tản đến vùng nước sâu, nếu không sẽ bị mắc cạn hết đó. Sao chúng ta lúc nào cũng là người đi báo tin cho cái làng vậy bác? Các con đừng nhỏ nhen như vậy. Dòng họ chép chúng ta vốn thích nghi được nhiều loại môi trường khác nhau, kiếm ăn ở xa hơn mọi người, nên chúng ta lãnh nhiệm vụ báo tin. Đó vừa là tình làng nghĩa xóm, vừa là cộng sinh cùng có lợi. Chúng ta đâu thể chỉ sống mà chỉ biết có loài chép của mình. Thôi, tụi con mau đi báo tin đi. Cha phải đến vùng thượng nguồn để thăm dò tình hình. Con tụi này bơi khác quá. Con đã tập bơi cả chiều nay với Tâm Tích đó mẹ à. Con chưa thể bơi thẳng, nhưng mà con không bị ngã nữa mẹ ơi. Con tôi giỏi quá. Con biết không, mỗi sinh vật được tạo ra trong trời đất này đều có mục đích. Sẽ đến lúc con nhận ra sứ mệnh của mình. Bạch Long Tổng Quản, Bái Kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khanh miễn lễ. Nghe tin Khanh từ xa quả tốc về đây, chắc là có chuyện gấp cần bẩm báo. Thưa Ngọc Hoàng, đúng như vậy. Chúng thần từ khi được Ngọc Hoàng giao nhiệm vụ làm mưa tứ phương, không dám chậm trễ. Chỉ là gần đây, rồng chuyên làm mưa vùng Đông Đông Bắc đã quá già. Đến tuổi nghỉ hưu rồi, không thể làm mưa được nữa. Gần đây, nhiều rồng được phái đi nhiều nhiệm vụ khác nhau, nên thiếu rồng làm mưa cũng phải. Có lẽ ta nên mở một cuộc thi tuyển rồng. Ngọc Hoàng thật anh minh à. Vậy hình thức thi tuyển thế nào à? Ta định thế này. Ngươi hãy đi thông báo như sau. Chép còi ơi. Chép còi ơi. Cậu có sao không? Sao lại vội vàng vậy? Cậu đúng là không chịu ra ngoài nhiều gì cả. Người ta đã thông báo đến khắp các vùng sông hồ đáy biển rồi kìa. Cơ hội rạng danh gia tộc của chúng ta đã đến. Vậy là sao? Cậu nói gì tôi không hiểu. Thiên đình đang ban lệnh thi tuyển rồng. Tất cả sinh vật dưới nước đều được thi tuyển. Nếu chúng ta dự thi và thành rồng thì không ai có thể coi thường chúng ta nữa. Thiên đình đang ban lệnh thi tuyển rồng. Tất cả sinh vật dưới nước đều được thi tuyển. Nếu chúng ta dự thi và thành rồng thì không ai có thể coi thường chúng ta nữa. Cậu nghĩ chúng ta có thể tham gia hả? Mà sao chúng ta có thể thở được trên thiên đình? Cậu không biết sao? Ngọc Hoàng đã làm phép. Khi thủy tộc lên thiên đình vẫn có thể bơi và thở như ở dưới nước vậy. Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ. Đây chính là cơ hội cho tôi thử sức. Vậy nếu chúng ta thi rớt và không thể trở thành rồng thì sao? Thì các ngươi sẽ là nỗi nhục của cả dòng họ chứ sao? Mà trước giờ tụi nó cũng là nỗi xấu hổ của dòng họ rồi còn gì. Bộ dạng như thế kia mà cũng đòi đi thi tuyển rồng. Phải như chúng ta đi nè. Cứ cho bọn chúng đi để mở rộng tầm mắt. Đại ca có báo cho tụi nó biết về vụ hạn hán chưa? Ý, lỡ cha của đại ca quở mắng thì sao? Không phải chúng ta phải đưa tin cho mọi người ở khúc sông này cùng biết sao? Mi thì biết gì? Cái con chép còi ốm yếu đó chỉ làm xấu hổ cho loài chép chúng ta thôi. Nếu nó mắc cạn mà chết đi thì cũng là chuyện sớm muộn, hơi đâu mà quan tâm. Chép còi, chúng ta đi cùng nhau đi. Nếu một trong hai ta có thể hóa rồng thì thật là hay. Bọn chúng sẽ không dám nói gì nữa. Bọn chép đô nói đúng, tôi không có cơ hội nào đâu.
Nhưng mà tôi cổ vũ cậu, cậu hãy đi đi. Thôi vậy, nếu cậu đã không muốn đi, cậu cố lên nha. Đem một ít này theo ăn dọc được, mai mốt thành rồng rồi đừng có quên tôi đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tạm biệt cậu. Tạm biệt Tôm Tích, thượng lộ bình an. Mẹ ơi, con đã bó rau cho mẹ xong rồi nè. Mẹ ơi, mẹ ơi, để sao vậy mẹ? Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ ăn chút rong biển nghiền nhuyễn này đi. Mẹ thấy mệt quá, chắc là hôm nay mẹ không thể đi bán được rồi. Vậy hôm nay để con đi bán thay mẹ. Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ qua nhờ bác Cá Linh hàng sớm coi chừng mẹ. Ôi con tôi, con không cần phải vậy đâu. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ làm được mà. Hỡi các loài sinh vật dưới nước, ta là Bạch Long tổng quản, coi sóc và phân bổ việc làm mưa của các dòng trên thiên đình. Nay Ngọc Hoàng gia ân cho tất cả các loài thủy tộc đều có thể lên thiên đình thi tuyển thành rồng. Các ngươi nghe đây, đây gọi là Vũ Long môn có từ thời khai thiên lập địa, như bậc thang nối liền trời biển. Bất cứ sinh vật dưới nước nào nhảy qua được ba tầng Vũ Long môn này sẽ lập tức thành rồng. Thật vậy sao? Quá đơn giản. Đi bắt đầu. Thưa ngài đọc tổng quản, nếu vượt qua cửa mà rớt xuống thì sao ạ? Thì các người rớt xuống vực biển chứ sao? Vậy là chết đấy ạ. Các người vượt qua được một cửa là đã có sự thay đổi rồi. Rớt xuống vực đâu phải chuyện gì lớn lao. Hả? Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Con đã về rồi đó à? Con mệt không con? Con không sao đâu mẹ. Con bán hết rong biển rồi nè, con cũng đi giao đồ cho mẹ hết rồi. Bác Cá Linh đâu mẹ? Rồi mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ có mệt lắm không mẹ? Tội nghiệp con tôi, mẹ thấy đỡ rồi. Bác Cá Linh vừa về đó con à. Mẹ như vậy không thể đi nổi đâu con à. Hay là con đi trước đi, khi nào có mưa nước sông dâng lên thì con lại về. Không, làm sao con đi một mình mà để mẹ lại đây được. Con đừng lo, mọi người đang thi tuyển rồng, khi có rồng thì lập tức sẽ có mưa, mẹ sẽ khỏe lại ngay mà. Mẹ con ta sẽ lại đoàn tụ. Con sẽ đi thi tuyển đâu. Con sẽ đi thi tuyển đâu. Hả? Con đã quyết định rồi. Tập tích nói đúng mẹ, phải thử cố gắng một lần, biết đâu con có thể cứu mẹ và mọi người. Không thể cứ khoanh tay chờ chết mãi được. Nhưng lỡ cuộc thi nguy hiểm thì sao? Lỡ con có chuyện gì mẹ? Con đã trốn tránh sợ hãi mấy lâu nay rồi, bây giờ con phải mạnh mẽ, vì mẹ và vì con nữa. Con phải chiến thắng bản thân mình. Mẹ hiểu rồi, mẹ không cản con. Dạ, thưa mẹ con đi.
con đi. Mình có liều quá không? Lỡ như mình tới đó không kịp thì sao? Không, ta không thể nản lòng. Vì cứu mẹ, ta phải cố lên. Không gì có thể cản bước vây ta bơi tới. Ôi da, ây da. Trời, cứu tôi với. Có ai? Cứu, cứu tôi với. Ông rùa, ông có sao không? Cháu là chép còi, cháu có thể giúp ông thế nào đây? Cái lưới bị vướng vào đá rồi quấn chặt thân ta. Cháu xem. Ông ơi, cháu có ý này. Bây giờ á, cháu sẽ gỡ lưới ra khỏi tảng đá. Ông có thể bơi lên trên được không? Chúng ta có thể lợi dụng dòng chảy để cháu gỡ lưới cho ông. Cảm ơn cháu chép còi. Cháu thật có lòng tốt và cũng khá thông minh đó. Dạ, cháu chỉ cố gắng giúp đỡ thôi mà. Ông thấy sao rồi? Ta thấy tốt lắm. Vậy cháu phải đi đây. Cháu chào ông. Khoan đã, cháu đi đâu mà vội thế? Hãy ghé nhà ta ăn bữa cơm cảm ơn đã. Đại ca chép đô ơi, em thấy nguy hiểm quá. Hay là thôi chúng ta bỏ cuộc. Bỏ cuộc là bỏ cuộc làm sao? Nhưng mà lỡ rớt xuống vực thì sao hả đại ca? Này cá hồi, huynh làm gì mà phấn khích vậy? Đương nhiên là ta phải phấn khích rồi. Ta đã thi 4 lần, giờ đã có kinh nghiệm. Ta nghĩ ta sẽ có cách vượt qua. Hả? Thi 4 lần? Không phải là nhảy không qua sẽ rớt xuống vực sao? Đúng là nhảy không xong thì bị rơi xuống vực. Thì ta tự vực bơi lên, quay lại đây thi tiếp. Ồ, sao huynh lì vậy? Rớt 1 lần là xấu hổ chết đi được rồi. Dòng họ cá hồi ta truyền thống bơi ngược dòng từ mấy trăm năm nay. Ý chí của chúng ta là vô cùng bền bỉ. Nếu chỉ vì thất bại nhỏ vậy mà bỏ cuộc mới là mang tiếng xấu hổ cho gia tộc ta đó. Thật là cố chí khí. Xem ai kia, chẳng phải là Tôm Tích Tí Teo sao? Chính là Tôm Tích đây, thì sao nào? Hãy xem Tôm Tích ghê gớm làm gì được nè. Hãy xem cả đám cá ông cá trình còn chưa ăn ai. Đồ nhãi nhép nhà mi thì làm được gì? Hẳn là nó phải bám lên từng cái bong bóng nước. Ta không thèm hơn thua với bọn ngươi.
Chỉ là một con tôm bé xíu mà có thể bơi qua được hai lực cổng. Chúng ta cũng có thể làm được mà. Thế cứ mãn một quý thần. Thật tiếc à chú Tôm. Tôi cứ tưởng sẽ được thấy rồng chứ. Ta hiểu rồi. Cháu muốn tham gia thi tuyển đồng để cứu mẹ, nhưng cháu vẫn còn tự ti, sợ hãi chứ gì. Cháu phải hiểu Vũ Long Môn thực chất là thử thách về tinh thần. Người đời có cầu biển sâu thăm thẳm, trời cao vời vợi. Không khí đi qua Vũ Long Môn biến qua cuốn xoáy không thể lường được, có khi như sóng triều dâng, có khi như phong ba cuồn cuộn. Ông nói hay quá, ông nói thêm cho cháu nghe nữa được không ạ? Nhanh lên. Cháu tạm ổn rồi đây. Cháu vẫn còn sợ lắm ông à. Cháu muốn tập tiếp. Đây, ta tặng cháu. Đại ca không thấy cái mái hiên chìa ra hay sao mà còn tông đầu vào đó? Im đi, các người đi theo không giúp được gì mà còn làm vướng ta nữa. Đại ca vào nghỉ đi rồi về. Coi đến đây làm gì? Đến xem ta thành rồng hả? Tôi đến để thi tuyển rồng. Mọi người có nghe nó nói chưa? Còn cá tí teo này cũng là thi tuyển rồng đó kìa. Vậy là ngươi chưa nghe chuyện tâm tích rồi. Hả? Tâm tích thế nào? Đương nhiên là rớt thẳng xuống vực và... Đúng vậy. Ta đã rớt xuống vực và quay trở lại đây. Dép còi, cậu đã đến. Tráng sĩ là ai? Dép còi, tôi là Tôm Tích đây mà. Tôm Tích? Tôm Tích đã rơi xuống vực rồi kìa mà. Đúng là ta đã rớt xuống vực ở lượt cửa thứ hai. Nhưng khi rớt xuống thì ta biến đổi ra thế này đây. Chúc mừng. Khi ngươi vượt qua từng cửa thì sẽ biến đổi. Nhưng thường thì qua cửa thứ hai, các bộ phận của rồng sẽ hiện rõ ra. Từ nay ngươi là loài mới, Tôm Hùm Bông. Cậu thấy chưa chép còi? Giờ tôi còn to khỏe hơn cả chép đô. Ta không thể thua con Tôm Tích như nhà ngươi được. Xem ta đây. Đại ca từ từ đã. Huynh mới nhảy xong bị u đầu mà. Thì ra mẹ cậu bệnh nên cậu mới muốn thành rồng. À, cái gối mà cậu kể, cậu rùa đã cho đâu? Liệu như vậy có phải là gian lận không? Cậu có muốn cứu mẹ không? Hay cậu trông chờ chép đô sẽ hóa rồng? Ừ.
Bỏ cuộc đi, người sẽ không bao giờ có thể làm được đâu. Tôi sanh này là bột ngọc trai thần kỳ, có nó sức mạnh của cháu sẽ tăng lên. Bẩm Ngọc Hoàng, thần tự biết mình đã gian lận khi dùng bột ngọc trai tăng lực để chiến thắng. Nhưng cũng vì thần quá nôn nóng muốn chữa hạn hán cứu mẹ thần, nay đã toại nguyện. Thần đưa mẹ thần lên thiên đình để cảm tạ Ngọc Hoàng và xin thỉnh tội ạ. Dạ, xin Ngọc Hoàng thứ lỗi cho đứa con thơ dại của tôi. Nếu có trách phạt, xin hãy trách phạt tôi ạ. Thật xấu hổ cho dòng họ Chép nhà ta. Yên tâm, Ngọc Hoàng sẽ xử cả hai mẹ con bà cùng lão rùa và con tôm hùm bông kia nữa kìa. Rồng tổng quản, người nói đi. Vâng, thưa Ngọc Hoàng, Vũ Long Môn này có từ thời sơ khai, trải qua ngàn vạn năm đã hấp thu tinh túy trời biển, có thể nói là một thử thách quyền năng cho kẻ nào đủ can đảm muốn đạt đến sự tôn quý phi thường. Do vậy, không trò gian lận nào có thể giúp các ngươi vượt qua Vũ Long Môn đâu. Dạ bẩm. Nhưng mà khi con dùng bột đó, con cảm thấy khỏe lên rất nhiều mà. Người nói xem, thấy con còn lo lắng nên ta chỉ làm thế cho con tự tin vào bản thân mình hơn thôi. Bột ấy chỉ là cát, chẳng tác dụng gì. Con đã thành rồng bằng chính khả năng của mình. Vậy ta chính thức sắc phong cho Chép Còi từ nay thành rồng vàng, lo việc đem mưa tới muôn nơi. Còn các ngươi, sự ghen tị ích kỷ đã che mờ mắt các ngươi. Các ngươi phải rèn luyện thể lực và có mục đích lương thiện mới có thể đạt được cảnh giới này. Có hiểu chưa? Dạ, thần biết lỗi rồi. Thần xin về nhà sửa sai ạ. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Thank you.